Xin chào anh chị. Bữa nay em tới đây muốn giới thiệu đến cho anh chị 7 cuốn sổ, 7 lô đất liền kề nha anh chị. Ở đây thì ở đây em đứng ngay cái chợ Bình Phú, ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây em giới thiệu đến cho anh chị 7 cuốn sổ. Cái giá tiền từ 390 triệu cho tới 520 triệu nha, 7 cuốn này. Thì cái mảnh đất á, từ mảnh đất á, lại đây 800 mét nha. Nói chung là từ cái chợ này tới mấy mảnh đất của mình là 800 mét. Thì anh chị theo em đi vô lô đất. Thì sẵn em quay xung quanh khu vực này có cái gì đó, em quay cho anh chị xem luôn. Thì bây giờ anh chị theo em đi vô cái lô đất nha. Thì ngay chợ này là quỹ ban nè, chợ nè, trường mầm non nè, tất cả cái tiện ích nó nằm chỗ này. Chợ Bình Phú, ở bên đây nó có hai cái chợ nha, bên đây một cái chợ và bên đây có một cái chợ, coi như là một cái chợ cũ và một cái chợ mới là chợ Bình Phú ở đây đó. Ở bên đây thì cái mảnh đất á, cách cái chỗ này á, thì 800 mét nha anh chị, 800 mét anh chị chạy mấy phút là tới. Đất của mình nằm trên con đường nhựa xe 3,5 tấn. Thì cái giá trị của lô đất á, mỗi cái giá nó khác nhau, là từ 390 triệu cho tới 520 triệu. Anh chị thích lô nào thì mua lô đó. Từ đây về thành phố chắc cũng cỡ 60-70 cây đó anh chị, 60 mấy cây á. Ở đây thì buổi sáng hoạt động rất là đông đúc luôn. Đấy, ấp Văn Quá Thọ Khương đây nè, anh chị chạy vài chục mét nữa là quẹo vô con đường xe 3,5 tấn. Đường xe 3,5 tấn này thì kêu bằng đường Thọ Khương nha, đường Thọ Khương, đường xe 3,5 tấn đó. Thì chạy vô con đường này chừng 200 mét nữa là tới cái lô đất. Đất thì nằm trên mặt tiền của đường nhựa luôn anh chị. Đây, quẹo qua đây nha. Chạy một đổi qua cánh đồng này thì sẽ tới 7 lô đất em muốn giới thiệu đến cho anh chị. Ở đây thì chủ có kêu bớt một chút lọc và bao tất cả giấy tờ làm sổ cho anh chị hết. Rồi tới cái điểm này là đã tới cái 7 cái lô đất liền kề của mình. Đó, ở đây là tới nè anh chị. Thì từ cái đầu đẳng dài tới đây. Rồi, xin chào anh chị. Hiện tại em đã tới cái lô đất rồi. Em ở đây em có 7 lô đất. Giá trị của lô đất á, thì từ 390 triệu nha, 390 triệu cho tới 520 triệu. Thì ở đây em có 7 lô, sổ ra có sẵn nha. Thì cái lô đầu tiên ở đây nè anh chị. Cái lô đầu tiên ở đây, tổng diện tích là 295 m². Chủ kêu bán với giá là
390 triệu. Lô đầu tiên nha anh chị. Cái lô đầu tiên này thì nó hơi xéo góc. Nè anh chị, xéo góc nè, em quay cho anh chị xem. Ở đây thì cái góc xéo nè, mặt tiền đường nhựa nè. Cái mặt tiền đường nhựa là 30 mấy mét nha. Ở đây cái mặt tiền là 30 mấy mét luôn. Cái chiều hậu vô thì nó cũng không có sâu nha anh chị. Anh chị có thể cộng vô. Nhưng mà đặc biệt mỗi cái lô đều có 100 mét thổ cư hết rồi. Anh chị mua về làm nhà vườn cái miếng đầu tiên 390 triệu này ở rất là thoải mái. Đó, ở đây nè. Ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 295 mét vuông. Sử dụng riêng. Đất ở tại nông thôn 100 mét nha. Thì cái mảnh đất này mặt tiền 30 mấy mét rồi. Thuận tiện cho anh chị về làm nhà vườn ở cho bà con ra riêng ở là rất là thoải mái luôn. Thì cái mảnh đầu tiên là ở đây nha, từ cái đầu đây. Để em chỉ cho rõ luôn. Thì anh chị ráng theo dõi theo dõi coi cho hết cái video nha, từ cái đầu này. Từ cái mũi tàu này đi qua em đây là 30 mấy mét. Là cái lô đầu tiên. Chủ kêu bán với giá là 390 triệu. Tổng diện tích là 295 mét vuông, coi như là 300 mét vuông đó anh chị. Ở đây là lô đầu tiên. Tới đây nè anh chị. Lô đầu tiên tới đây. 390 triệu. Tới đây nha, từ đẳng tới đây là 390 triệu. Dọc là tới phía sau có cọc luôn rồi. Từ cái móc thứ hai này nè. Móc thứ hai này qua đây. 9 mét. Tới chỗ này 9 mét. Sâu vô tới phía sau. Phía sau thì nở hậu 9 mét, 9 mét rưỡi luôn anh chị. Một góc á. Để em cộng lại cho. Một góc á thì 15 mét. Một góc á thì 14 mét mấy anh chị. Thì cái lô thứ hai nè, chủ kêu bán với giá là 450 triệu. Cái lô thứ hai nha. Rồi, từ cái lô thứ hai tới cái lô thứ ba đi qua đây. Để em coi cái lô thứ ba kìa. Cái lô thứ ba bề ngang 8 mét. Bề sâu vô 15 16 16 cái này là 18 mét. 18 mét mấy, gần 19 mét anh chị. Nở hậu là 8 mét 18. Chủ kêu bán với giá là 460 triệu. Cái này sâu hơn mấy cái lô kia anh chị. Đó, cái lô thứ ba là 460 triệu. Cái lô thứ tư bề ngang 7 mét, nở hậu 7 mét 16. Cái lô thứ tư để em coi trong đây anh chị, tại nhiều quá em hay quên anh chị. Cái lô thứ tư thì 470 triệu. Đây, cái lô thứ tư 470 triệu. Cái lô thứ năm 480 triệu. Cái lô thứ năm nè. Cái lô thứ năm thì bề ngang là 6 mét. Đó, vì sâu vô 20 mấy mét anh chị, càng vô sâu thì nó cái diện tích nó vô sâu hơn. Cái lô thứ sáu. Lô thứ 6 thì 490 triệu cái lô này. Cái lô ở chỗ này anh chị. Lô thứ 6 để em coi cái bề ngang mấy mét. Lô thứ 6 bề ngang 6 mét, nở hậu 6 mét 14. Lô thứ 7. Lô thứ 7 này đây nha anh chị. Cũng 6 mét luôn. Nở hậu 6 mét 14 luôn. Là từ chỗ này ngang đây. Bị sâu vô, đặc biệt bị sâu vô nó sâu rất là sâu nha. Ở rất là đẹp. Để coi cái lô thứ 6 thì nó diện tích nó bao nhiêu. Lô thứ 6 thì 163 mét vuông.
có 100 thổ cư, bị sâu vô là 27 mét, một gốc 27 mét nha, một gốc thì 26 mét mấy ở chỗ này đó. Thì ở đây á, cái lô thứ bảy á, chủ kêu bán với giá là 520 triệu nha. Cái lô thứ bảy thì nó đẹp hơn mấy cái lô kia, đặc biệt những cái lô nào cũng hiển thị đường đi trên sổ. Để em quay sổ cho anh chị xem. Đây là cái lô đầu tiên, cái lô đầu tiên hồi nãy em đã quay cho anh chị xem rồi ha. Đó, thấy không em? Cái lô thứ hai, đây cái lô thứ hai cũng đẹp anh chị, bề ngang 9 mét, nở hậu 9 mét rưỡi, là ấp Thọ Khương nè, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích là 146 mét. Lô thứ ba thì nói chung là cái lô nào cũng giống nhau đó anh chị, mỗi lô đều có 100 mét thổ cư hết. Thì ở cái đường này thì đường thông luôn nha anh chị, đường này mình đi thông luôn, vô trong nhà người ta thông ra mấy đường lớn đó. Ở đây thì mình có 7 lô, thì cái lô em cũng nói cái giá trị mỗi lô cho anh chị xem hết rồi. Ở đây thì cách chợ thì vài trăm mét, anh chị đi cũng rất là gần. Anh chị về thành phố Hồ Chí Minh cỡ 70 cây, về Mỹ Tho thì đây Mỹ Tho chắc cỡ 20 cây anh chị, 20 tới 20 mấy cây. Từ Long An anh chị qua đây á, Long An qua đây thì anh chị có thể đi 30 cây đó lại anh chị, 30 cây đó lại, 30 tới 30 mấy cây đó. Ở đây hiện tại thì đang trồng bông vạn thọ, bông vạn thọ để mình bán đó anh chị. Thì anh chị nào mua thì vẫn để cho người ta thu hoạch xong thì người ta sẽ trả đất lại cho mình nha. Đất này thì hình như là hướng, để em coi lại cái hướng anh chị. Hướng nam anh chị, hướng này chánh nam. Thì đường xe anh chị có thể thấy chạy rất là thoải mái. Ở phía trước mình thì có view kênh nè. Cái view kênh thì mình về mình làm nhà vườn thì có cái view kênh rất là đẹp. Ba thửa, ở đây mình có 7 thửa. Thì anh chị nào mua thì nhanh tay nha. Thì theo em nghĩ thì cái này bán chắc cũng lẹ thôi. Anh chị nào mua thì nhanh tay điện qua số điện thoại của em trên màn hình đó, số Zalo của em số đó. Thì anh chị mua cái lô nào thì anh chị cứ một là anh chị chạy về, hai là anh chị có thể em có thể đặt cọc giúp anh chị đó. Thì anh chị nào cần thì cứ liên hệ em qua số Zalo. Rồi thì tới đây em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.